Chào các bạn, trong video này mình sẽ nói về những cái điều lưu ý quan trọng khi mình tiến hành sửa chữa một bo mạch. Nhất là khi mà mình đã tìm chính xác cái linh kiện hư, ví dụ như IC trong bo mạch. Đồng thời mình đi ra ngoài Nhật tảo á, mình mua những cái con IC cùng loại và mình thay thế. Đây là các bước mình hay sử dụng. Còn các bạn nào có những ý kiến nào mà tốt hơn á, thì các bạn có thể áp dụng nha. Mình nói để cho một số bạn chưa có kinh nghiệm sửa chữa hoặc là mấy bạn mới vào nghề. Thứ nhất nè, trên một cái bo mạch đó mình cần xác định vị trí linh kiện bị hư hỏng. Cụ thể đây là con IC hỏng ha, bị hư. Trong video trước á, mình đã xác định được cái con IC khuếch đại công suất stereo này á, nó bị hư bằng cách mình đo nguội, đo tổng trở trên mặt, thì mình xác định là cái con này nó bị hư ha. Cái bước kế tiếp của mình á, mình phải biết được cái mã số con IC, đồng thời mình tra datasheet, mình tìm được vị trí cắt chân của IC, chân số mấy và nó có chức năng nhiệm vụ gì trong mạch. Đồng thời từ cái mã số IC này á, mình có thể tìm mua IC đúng mã số hoặc là IC tương đương. Cái này đó mình có thể ra chợ Nhật tảo hay chợ điện tử hoặc là order trên mạng á, thì nó sẽ có các IC có cùng mã số. Ví dụ như ở đây là IC 2520B ha. Trong trường hợp nó không có IC đó thì nó sẽ có con loại IC tương đương, thì mình có thể thay thế. Ok. Cái bước thứ ba, khi mà mình bóc tách cái con IC cũ ra khỏi bo mạch đó, thì mình mua những cái con IC mới và mình cần phải kiểm tra cái con IC này hoạt động tốt mình mới lắp vô nha. Chứ nhiều bạn á, một số mà các bạn mà mua mà các bạn không test trước á, bằng cách đo nguội, mình test sơ bộ thôi, rồi mình chỉ biết một phần là cái con IC này hoạt động tốt hay không ha. Mình kiểm tra cái IC mới bằng cách đo nguội, có nghĩa là bằng phương pháp đo tổng trở trong mạch. Khác với cái cách đo nóng á, là khi mình gắn trên mạch rồi mình cấp điện vô á, thì mình sẽ đo các điện áp và các mức tín hiệu cần thiết để cho IC nó hoạt động. Mình kiểm tra đo nguội, ở đây là mình kiểm tra các chân cấp nguồn VCC với GND, có nghĩa chân mát ha, của con IC mới. Thì những cái chân này mình tìm ở đâu? Thì mình dựa vào cái datasheet của IC mình tra trên mạng ha. Mình biết được từ cái mã số IC mình tra datasheet. Mặt khác mình có thể đo được tổng trở các chân vào ra in out của tín hiệu so với mát. Các giá trị này á, có thể là tín hiệu hoặc là giá trị điện áp. Mình chẳng hạn như đối với những con IC ổn áp á, thì mình đo được cái chân vào và ra của IC ổn áp ha. Đồng thời mình có thể so sánh được cái giá trị chuẩn nếu mà mình đã có được cái thông số chuẩn của con IC tốt. Cái bước cuối cùng á, mình thay IC mới vào khi mà các thông số đó đạt được đã ok. Thì đây là các bước cơ bản để mình thay thế sửa chữa khi mà mình tiếp theo đây mình sẽ demo cho các bạn thấy các cấp bước như thế nào ha. Mình giả sử mình làm trên cái bo mạch này, mình đã xác định được cái con IC này hư ha, con IC TA2025B.
lấy được cái bo mạch ra. Mình nhìn cái lưng của IC á, mình tra được cái mã số của nó. Thì đã xác định IC hư á, mình xác định bằng cái phương pháp đo tổng trở ha. Tổng trở trong mạch á thì mình thấy cái nhận thấy là cái chân VN1 VN2 của nó. Đó là chân số 7 và chân 10 thì cái tổng trở của nó bằng nhau là 723 ohm. Tuy nhiên cái ngõ ra AUM2, AUM1 á nó khác nhau ha. Nó sẽ xuất hiện cái sự chênh lệch về điện trở. Thì ở đây nó làm cho một bên nghe to, một bên nghe nhỏ. Thì từ cái thông số này á, mình xác định được cái con IC phút đại âm thanh stereo này á, TA2025B là cái con IC này bị hư. Thì mình tiến hành mình bóc ra mình thay thế ha. Thì những cái thông số trên đây á, mình dựa vào cái mã số của IC và mình tra datasheet thì nó ra như thế này. IC nó có số chữ chấm chỗ này nè. Mình quan sát á, trên bo mạch cái phần khuyết á, đây mà cuối ở đầu đoạn này có dấu chấm là cái chân số 1 ha. Thì mình đi vòng ngược chiều kim đồng hồ, chân số 1 đi ngược lại. Ở đây nó có 16 chân. Thì mình nhìn vào cái datasheet này á, mình sẽ biết được các vị trí, các chân và cái chức năng của chân ha. Như ở đây chân 16 là chân cấp nguồn nè, chân 4, 5 là nối mát nè, 13, 12 là nối mát nè, 9 nối mát nè. Như vậy á, ở đây mình đã đi qua được hai bước, đó là xác định IC hỏng và mình tra được cái mã số IC và tìm mua IC đúng với mã số IC hoặc là con IC tương đương ha. Thì mình xác định IC hư á, mình ra ngoài chợ Nhật Tảo hoặc là mình ra ngoài các tiệm cửa hàng bán linh kiện điện tử á, mình mua IC đúng cái mã số của nó nha. Sau khi mình mua IC mới về á, thì mình phải kiểm tra trước khi mình gắn vô ha, mình bóc tách cái con IC cũ trước, rồi mình đo nguội cái con IC mới bằng cách đo tổng trở. Đây như ở đây á, mình sẽ dùng cái dụng cụ hút chì này mình hút ra ha. Thì có nhiều cách, mình có thể dùng cái máy khò cũng được, mình khò mình lấy ra IC ra cho nó nhanh, hoặc là các bạn mà không trang bị được cái máy khò thì mình có thể dùng cái đầu hút chì này đối với linh kiện chân cắm. Còn với những cái linh kiện mà dán SMD thì mình phải bắt buộc phải dùng máy khò. Dưới đây mình sẽ cho một ít mỡ hàng ha, mình cho lên các chân, đồng thời mình tiến hành mình hút. Rồi, sau khi mình đã hút chì các chân trên bo á, rồi mình sẽ lấy con IC ra. Đây, con IC đã lấy được chân nè. Mình so sánh với con IC mới, xem kiểm tra đến cái bước 3 đó là đo tổng trở. So sánh trước nha. Bên tay trái mình là cái con IC cũ hư của nó, còn bên tay phải mình là IC mới ha. Mình sẽ tiến hành đo tổng trở.
Đối với con IC này á, mình sẽ chia làm hai phần. Trên đây á, chân 16 của mình á là cấp nguồn ha. Còn chân 9 là chân mát. Chân 4 sẽ nối với chân 5. Mình sẽ đo cái tổng chở chân 4 chân 5 với chân số 2. Phần bên trái và phần bên phải. Phần bên phải của mình á là cái chân 12 13 ha. Và mình đo với so với chân 15 đo tổng chở. Đối với hai IC tốt và hư ha, coi nó chênh lệch như thế nào. Thì mình xác định được nếu mà IC tốt mình gắn lại trên bo mạch. Mình sẽ đo cái con IC hư trước. Với cái bảng thông số như thế này. Mình đo cái tổng chở chân 9 và chân 16 trước nha. Ở đây mình dùng cái đồng hồ số ha. Đây là cái con IC hư. Chữ chấm ở đây á, chữ khuyết ở đây là chân số 1 ha. Thì mình đến cái chân số 9 là nằm bắp này. Và chân VCC của nó là làm chân 16. Rồi, mình chích ra đây. Mình đo được cái giá trị là 570 ohm ha. Mình có thể ghi trên đây là 570 ohm. Có thể đảo ngược que đo lại. Mình đo coi nó bị thông hay không ha. Đa phần là nó không bị thông mạch đâu. Một chiều á, nó lên giá trị thấp, một chiều lên giá trị cao là ok ha. Ở đây là 1.2 ha. Mình đảo chiều á, đảo chiều chân thì nó ra 1.2 là ok. Như vậy là không có cái hiện tượng mà bị chập mạch chân VCC với mát, hoặc là hiện tượng bị đứt ha. Tất nhiên mình đo cái này á, mình xác định được IC này vẫn còn hoạt động. Thì giờ mình tiếp theo á, mình sẽ đo các chân tín hiệu in out. Mình sẽ đo cái tổng chở chân 4, chân 5 nối với chân 2. Đây, đây là phần bên trái ha. Tại vì IC này khuếch đại âm thanh stereo, nó có hai kênh, kênh trái kênh phải. Thì mình đo cái phần này nè, 4, 5 so với chân 2, coi bao nhiêu ohm. Đây là IC hư ha. Đây, vị trí chân 4, chân 5 đây nè. Chữ chấm số 1. Giá trị mình đo là 711 ohm ha. Mình sẽ ghi đây 711. Rồi. Mình đo cái chân 12 13 so với chân 15. Đây mình đặt ở dưới đây. 12 13. Chân này chân 15. Giá trị của mình là 682 ohm ha.
682. Đây là thông số của con Isuzu. Thì tiếp theo đây mình sẽ so sánh cái giá trị mà cái con Isuzu tốt mình mới vừa mua, nếu nó có thỏa hai cái chân tổng chở này không, tại vì hai cái mạch này á, kênh trái kênh phải á, nó sẽ cân bằng nhau, thì tổng chở ngõ ra ao 1 ao 2 á nó cũng phải bằng nhau ha, tại vì in 1 in 2 nó bằng nhau rồi. Thì con Isuzu nó sẽ làm cho một bên nghe to một bên nghe nhỏ, thì ứng với cái thông số nè, cái giá trị điện trở nó phải sai lệch này nha. Thì bây giờ mình mua cái con Isuzu mới, mình sẽ đo tương tự. Trước tiên thì mình cũng đo cái chân số 9 và chân cấp nguồn, đo cái tổng chở được bao nhiêu. Rồi, mình đo được 572 ohm. Chứng tỏ cái tổng chở này nó tương đương nhau ha, nó chênh lệch sai số không bao nhiêu hết á. Tiếp theo mình sẽ đo các chân 4, chân 5 so với chân số 2 và chân 12, 13 so với chân 15. Tại vì trong mạch á, cái chân 4 chân 5 này á, nó không có kết nối với chân 12, 13. Đây mình sẽ đo thử cho các bạn thấy. Nó chỉ kết nối với nhau thôi, từng phần, chân 4 chân 5. Đây, với số 1 đây, thì chân 4 chân 5 á, nó sẽ nối với nhau thôi, nhưng mà nó không kết nối với chân 12, 13. Khi từng khi mình gắn trên mạch á, nó nói chung với mát á. Đó. Nhưng mà mình quay qua bên đây thì nó sẽ không có nối nè. Khi nó gắn trên bao mạch á thì mấy chân này nó sẽ nối với nhau ha, để nối chung với mát nha. Như vậy á, mình chỉ có đo hai phần, đó là cái chân 4, chân 5 và chân 12, 13, từng phần riêng biệt, trái phải riêng biệt cho con Isuzu này. Mình nói chuyên sâu và kỹ càng cho những bạn mà mới học nghề ha, còn những cái bạn đã biết rồi á, có thể lướt qua. Đây, mình đo chân 4, chân 5 so với chân 2, cái tổng chở nó được bao nhiêu. Cái giá trị mình nhận được là 642 ohm nha. Đây là phần bên trái, bây giờ mình đo phần bên phải tương tự. Đó, cái giá trị mình cũng thu được là khoảng 641 ohm, là cũng tương đương nhau ha. Mình sẽ nốt vào đây. Dựa vào cái thông số này á, mình xác định được đây là con Isuzu tốt ha, tại vì cái thông số so với cái như chân cấp nguồn của nó không sai lệch bao nhiêu. Đồng thời cái tổng chở khi mình đo nguội á, giữa chân 45 với 2 á và chân 12, 13 với chân 15 á là ok ha, sai số không bao nhiêu á.
chứ có sai khác biệt so với con IC cũ. IC cũ của nó là sai số nó mấy chục ohm á, nên nó sẽ làm cho cái loa bên to bên nhỏ ha. Như vậy á, cái con IC này là tốt, chấp nhận được. Mình sẽ tiến hành mình hàng vô để mà mình test thử. Rồi, cái bo mạch này á là làm cho mấy cái lỗ để gắn chân IC cho nó rộng thôi nha, chứ đừng để cho bít. Giật bít á thì mình lấy cái mỏ hàng mình dí vô, hoặc là lấy hút chì á, lấy cái đầu hút chì á mình hút cho nó sạch chì ha. Đó, mình hút sao cho các lỗ này á nó hở ra để mình gắn IC vô nó không bị vướng víu gì á. Rồi trên bo mạch á nó sẽ chú thích cho mình dấu chấm của IC, hoặc là cái khuyết của IC, hoặc khuyết IC thì mình chỉ cần ráp chơi đúng thôi, vì IC này sẽ tốt, IC tương đương cùng mã số á, mình chỉ cần gắn vô thôi nha. Sau khi mình đã test được cái con IC này IC tốt, mình nhấn vô ha, nhấn sát xuống. Rồi mình cho một ít mỡ hàng nhựa thông gì đó. Mình hàng vô thôi. Lấy dây chì xì vô. Mình tiến hành hàn đều tất cả các chân ha, đừng cho lem chì dính từng chân, đồng thời mình gắn lại cái miếng kim loại này ép sát vô con IC để cho nó tản nhiệt nha. Tùy trong quá trình hoạt động á, IC công suất á, nó hay nóng rất nóng. Rồi, vấn đề cuối cùng nữa của mình là mình vệ sinh lại cái phần nhựa thông trong quá trình mà mình hàn á. Các chân nè, mình lấy xăn rửa bo mình chà sạch vệ sinh lại. Mình kiểm tra các chân nha, sao cho nó bám chì là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là chân nó không bị lem chì từ chân này qua chân kia là được. Rồi như vậy đã xong. Mình để cho nó xăng nó bay hơi một xíu, rồi mình ráp bo vô mình thử ha. Cái chân là tách rời ra, không bị dính chân nha, chì nha. Không dính chân nhau. Rồi, mình tiến hành mình ráp vô là xong. Đó, mình lấy cái vỉ bo á, mình gắn vô lại như ban đầu. Ở đây có loa chùm. Socket ở đây á, cái chỗ mà gần diode nhất á, là cái phần biến áp ha. Còn ở đây một cái này socket rồi á, là một cái loa gắn vô đây. Rồi socket dài gắn vô luôn. Thì đây là quá trình mà sửa chữa ha.
dành cho các bạn mới vào nghề. Mình không biết gì á thì mình cứ xem video, thì mình học hỏi từ từ. Cái trên đầu nó chính là của biến áp ha, 12V. Nó sẽ hướng như thế này. Như vậy là kết nối đã xong. Thì mình khoan mắt ốc vô, mình ở đây mình cắm vô mình thử ha. Mình trên đây á là phần in. Mình gác lại con ốc đang giữ. Kết nối loa, để audio in đó, kết nối bình thường đó. Mình sử dụng điện thoại. Đây mình thử bên loa trái là phải luôn nha. Sau đây mình sẽ kết nối vào điện thoại và thử máy nha. Đây là cái con Isuzu. Lúc đầu thì mình nghe một bên to một bên nhỏ. Sau khi mình thay thế con Isuzu mới thì mình xem cái chất lượng âm thanh như thế nào. Đây mình bật nguồn lên. Rồi mình cứ vô phần âm lượng em thử nha. Đó, tăng giảm nè, to nè, đó. Như vậy á là cái tín hiệu bên loa phải á, ra to hơn so với lúc đầu. Vì lúc đầu trước khi đó là nó ra rất nhỏ nha. Sau khi thay IC thì nó sẽ to hơn. Và tiếp theo đây mình thử bên loa trái nha, xem như thế nào. Đây mình chuyển jack loa qua bên trái. Rồi mình cũng thử. Đó, đây là phần bên trái nha. Đó, điều chỉnh to nhỏ nè. Tăng âm lượng lên nè. Đó, tín hiệu nghe to hơn ha. Bây giờ như vậy á là kết quả mình thay IC thành công ha. Như vậy là trong video này á, mình đã đưa ra một số các lưu ý khá quan trọng đối với những bạn mà mới vào nghề. Từ các bước như xác định linh kiện IC hỏng nè, rồi tra cứu datasheet, tìm cái chức năng của từng chân IC và kiểm tra IC mới trước khi lắp vào, thì mình đã tiến hành thay thế được con IC hoàn chỉnh ha. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.